Hôm đó, ông Dudley, đốc lý thành phố Đà Lạt, gửi giấy mời cậu Lê Phát An tôi và tôi đến dự dạ tiệc ở Hotel Palace. Tôi không muốn đi, nhưng cậu An tôi năn nỉ và hứa với tôi là chỉ đến tham dự một chút và giái chào nhà vua xong là về, nên tôi phải đi một cách miễn cưỡng. Và tôi cũng chỉ trang điểm sơ sài và chỉ mặc cái áo dài bằng lụa đen mua từ Pháp thôi. Chúng tôi đến trễ nên buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu. Cậu tôi kéo ghế định ngồi ngoài hiên thì ông Dudley trông thấy. Ông ta chạy đến chào chúng tôi rồi nắm tay cậu tôi kéo chúng tôi vô nhà. Vừa đi ông vừa nói, ông và cô phải đến bái yết hoàng thượng mới được. Khi cánh cửa phòng khách vừa mở, tôi thấy vua Bảo Đại ngồi trên chiếc ghế bành chính giữa nhà. Ông Dudley bước tới bên cạnh vua rồi nghiêng mình cúi chào và kính cẩn nói, tâu hoàng thượng, đây là ông Lê Phát An và người cháu gái, cô Marie Therese. Nhờ các nữ tu ở trường Couvent des Jésuites